Chào bác nhé, hôm nay cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu các bác lô máy tỉa bờ rào nhé, cắt cây trẻ, cắt cây cảnh này, cắt kề nhật bãi nhé. Bác nào xem clip thì vui lòng cho em xin nút like các bác nhé, đăng ký kênh và cho thông báo. Số điện thoại cửa hàng là 0976123320. Cái lô này sẽ lô chữ R, thì em lên lô này toàn là máy một lưỡi các bác nhé. Máy thì dọn rất là đẹp này các bác này, đấy. Hàng này thích hợp cho các bác cắt tỉa bờ rào hay là các bác cắt cây cảnh, các bác cắt cây chè nhé, hái chè, đốn chè nha các bác nhé. Rồi xin phép giới thiệu chi tiết luôn cái lô máy ngày hôm nay cho các bác nhé. Thì R1 ngày hôm nay, thì con R1 này thì em sẽ bán cho anh em thợ nhé, hoặc là các bác nào mình muốn mua máy về tự dọn nhé, thì lên clip thì bán một vài con. Các bác cứ bảo là sao lại hàng đắt thế, đây thì hàng rẻ đây cho các bác nhé. Đấy, hàng này thì em không bao cái gì hết các bác nhá, chỉ bao giật thôi. Chỉ bao giật có nghĩa là bọn em là cánh thợ đấy, đi mua hàng thì cũng chỉ bao giật này thôi. Về thì máy sống máy chết không bao gì hết nhá. Chết thì các bác lấy phụ tùng, mà sống thì các bác dọn lên. Đó, thì con này thì em bán cho anh em giá chỉ là 600 nghìn thôi, bao phí ship này. Một con tỉa rào Komatsu. Con này lưỡi của nó dài là 50 nhá, lưỡi dài 55 các bác nhá. Cái động cơ là 23cc nòng 32 ly. Đây là hàng chưa dọn các bác nhá. Đấy, con này thì bán anh em giá 600.000 bao phí ship nhá. Máy thì nó nhìn chung nó không được đẹp lắm, cho nên là em sẽ bán thành lý cho bác thôi. Đó. Rồi tiếp theo con R2. R2 ngày hôm nay thì tất cả từ R2 đến R6 này thì em đã dọn nổ ok ngon lành gành đào, cũng như hàng lựa cho bác rồi. Hàng dọn đẹp lên cho bác và vận hành ngon nhá. Nói chung hàng lựa hàng chất luôn cho bác nhá. Đó, các bác về các bác cứ thế là dùng thôi, không phải suy nghĩ gì cả. Rồi R2. R2 ngày hôm nay thì có con tỉa rào đến từ thương hiệu Echo. Mã của nó HT220, hàng Echo anh em đều biết rồi, cực kỳ là VIP. Con này được trang bị suất 23cc nòng 32 ly, lưỡi dài 60. Đấy, hàng một lưỡi này. Đấy. Hàng Echo chạy quá chất luôn nhá. Máy móc đẹp keng luôn. Nhưng con này giá 1,5 triệu bao ship nhá. Con này thì trọng lượng máy 5kg. Nhưng con này thì các bác cắt cành to ngón tay cái thoải mái luôn nhá các bác nhá. Thì các bác yên tâm cắt cành nhãi kiểu thoải mái luôn. R2 ngày hôm nay giá là đi 1,5 triệu bao phí ship nhá. Tiếp theo này R3. R3 ngày hôm nay thì có con Sinewa này, con này Sinewa này, con này lưỡi dài 70 các bác nhá. Được trang bị động cơ là 23cc nòng 32 ly. Đấy, hàng Sinewa quá chất rồi. Các bác nào đã xài qua máy của Sinewa anh em đều biết nhá, cực kỳ VIP luôn. Đấy. Con này thì giá của nó 1,6 triệu bao ship nhá. Con R3 giá 1,6 triệu bao ship này, lưỡi dài 70. Đấy, hàng Sinewa thì anh em nếu thích hàng Sinewa thì anh em có thể tham khảo con này nhé. Hàng Sinewa xài bao chất luôn đó. Hoặc là các bác nào muốn tư vấn thêm thì cứ liên hệ thẳng qua số điện thoại cửa hàng em nhé. R3 giá 1,6 triệu này. Rồi tiếp theo R4. R4 ngày hôm nay có con Genoa, con này mã của nó HT230, hàng Komatsu nhá. Lưỡi rất là đẹp này, con này lưỡi dài 80 nha các bác nhá, lưỡi dài 80, lưỡi đẹp keng này, như chưa xài luôn. Đó, động cơ 23cc nòng 32 ly, máy móc dọn ngon cho các bác luôn. Đó, như con này giá là 1,7 triệu nhá, bao phí ship, các bác đi cắt chè chứ quá sướng luôn. Nó ngon nhá. Đó. Rồi tiếp theo R5. R5 ngày hôm nay thì có con cũng là hàng một lưỡi, con này đến từ thương hiệu của Mitsubishi. Hàng Mitsubishi các bác nhá. Con này thì được trang bị động cơ là động cơ TL201 này, 20cc nòng 31 ly nhá. Hàng của Mitsu thì anh em đã xài qua máy cắt cỏ các kiểu anh em đều biết rồi, nó quá đẳng cấp luôn rồi, quá đẳng cấp luôn rồi, em không phải giới thiệu nhiều. Động cơ thì chạy bền loại xăng, máy móc thì tất cả những chi tiết đều rất là chất lượng đấy. Hàng Mitsubishi Ochai nhá. Con này thì lưỡi dài 60, máy đẹp keng này. Đấy. Các bác về cắt chè các kiểu hay các bác nào yêu cầu một cái hàng máy quả kiểu phải VIP, đẳng cấp, xịn giò thì các bác chọn con này. Con R5 giá 1,9 triệu bao ship nhá. Giá 1,9 triệu bao ship này, R5 này. Rồi tiếp theo cuối cùng ngày hôm nay con R6. R6 ngày hôm nay có con Komatsu đời cao rất là đẹp. Đây, VIP luôn nhá. Đấy. Hàng này thì quá chất rồi. Con này mã của nó HT2300-1. Con này thì được trang bị suất 23cc nòng 32 ly lưỡi này, như chưa xài luôn các bác nhá, lưỡi dài 60. Đấy, động cơ là 23cc nòng 32 ly chụp giật trợ lực. Máy đẹp keng như chưa xài luôn. Hàng đẹp 95% luôn cho các bác nhá. Rồi, con này giá 2 triệu nhá, R6 giá 2 triệu bao ship này. Quá đẹp luôn nhá. Đó, ok.
Thì anh em nào quan tâm thêm về sản phẩm của cửa hàng em thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng là 0976 123320. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.